ngày 29 tháng 2 tại cánh đồng D, khu 11, phường Quang Trung, Ủy ban nhân dân phường tổ chức lễ phát động gia quân xuống đồng làm thủy lợi vệ sinh môi trường năm 2024. Phát biểu tại lễ gia quân, đồng chí Trần Quang Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung nhấn mạnh, gia quân xuống đồng làm thủy lợi vệ sinh môi trường là hoạt động thường niên nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn dân trong công tác tu bổ các công trình thủy lợi, nạo vét hệ thống tưới tiêu, đắp bờ giữ nước, đẩy mạnh kiên cố hóa kênh mương, áp dụng tốt các biện pháp điều tiết nước để phục vụ sản xuất, thực hiện công tác vệ sinh đồng ruộng, diệt ốc bưu vàng, xây dựng môi trường sạch đồng ruộng, mang lại mùa màng bội thu, góp phần phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ phường Quang Trung về sản xuất nông lâm ngư nghiệp năm 2024. Khu 11 là nơi tập trung sản xuất nông nghiệp chủ yếu của phường Quang Trung với hơn 50% hộ dân hoạt động sản xuất nông nghiệp. Năm 2023, tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp đạt khoảng 53 hectare, trong đó chủ yếu là cây lúa và rau muống. Năng suất bình quân cây lúa đạt 54 tạ trên hectare, thu nhập bình quân rau màu đạt xấp xỉ 145 triệu đồng trên hectare. Sau lễ phát động, các lực lượng đã xuống đồng làm thủy lợi, dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải khu vực cánh đồng D và cánh đồng trại lợn.